anh Tại bát ngát phía trên đại dương, một đầu cá voi to lớn như là một tòa di động sơn nhạc, chậm rãi tới lui tuần tra. Nó thân thể cao lớn kia ở trong nước biển như ẩn như hiện, vậy mà so tô ninh thuyền của bọn hắn còn muốn khổng lồ, phảng phất là chúa tể của hải dương. Đột nhiên, cá voi bỗng nhiên ra tốc, hướng về mặt biển phóng đi. Động tác của nó tấn mãnh mà hữu lực, nhắc lên từng tầng từng tầng to lớn bọt nước. Khi cá voi đầu xông ra mặt nước trong nháy mắt, nó mở ra cái kia đủ để nuốt vào một chiếc thuyền nhỏ miệng lớn, phát ra một tiếng rung động lòng người gào thét. Giống, tiếng gầm gừ này dường như sấm sét ở trên mặt biển quanh quần, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Theo cá voi thân thể không ngừng lên cao, cái đuôi của nó cũng theo đó cao cao dơ lên, dùng sức vuốt mặt nước. Mỗi một lần đập đều khơi dậy cao mấy chục mét sóng lớn, những sóng lớn này đụng vào nhau, tạo thành từng đạo tráng quan tường nước. Cá voi trên không trung ngắn ngủi dừng lại sau, lại năng nặng địa trở xuống trong nước, văng lên một mảnh to lớn bọt nước. Bọt nước như là một đóa nở rộ bạch liên, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt. Ầm ầm. Toàn bộ mặt biển đều bị cá voi lật sóng chỗ quấy, sóng cả mãnh liệt, bọt nước vẩy ra. Mà cá voi thì tại đợt này đào bên trong tự do tự tại du động, lộ ra được nó cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cùng uy nghiêm. Oa, wow. cá voi lật sóng, quá tráng quan. Tốt rung động. Ở ờ. Châu trên thuyền đồng học đều bị cái này kinh thiên động địa tràng cảnh rung động nói. Đông, theo cá voi rơi vào trong biển, sóng lớn kia bay nhảy tàn ra, để thuyền lớn một trận lay động. Theo sóng biển lắc lư, để trên thuyền hành khách kinh tâm động phách, cảm giác kích thích không gì sánh được. Phanh, sau đó, lại một cái cá voi nhảy lên thật cao, lại rơi xuống. Còn, còn có cá voi, không chỉ có một con. Quá tuyệt vời, lần này tôi đáng giá có người giảm khái. Các bạn học thần sắc không giống nhau, đều bị chàng diện này rung động. Bực này bá chủ Hải Dương, thế mà có thể bị bọn hắn nhìn thấy, còn chứng kiến nhiều như vậy đâu. Hiếm thấy tràng cảnh. Còn tốt cá voi mục tiêu không phải chúng ta thuyền lớn, không phải vậy chúng ta thuyền lớn đều sẽ bị đắm đi. Cũng có người lo lắng. Bọn hắn trời sinh có cự vật sợ hãi chứng. Biển sâu cự vật sợ hãi chứng nếu như tại thời khắc này nhìn thấy tràng cảnh này, nhất định sẽ sợ sệt. Yên tâm đi, cá voi đối với nhân loại tương đối hữu hảo, bình thường sẽ không công kích nhân loại thuyền. Có người nói, lời nói vô căn cứ, ta đổ làm sao cảm giác, phẳng phất thuyền này có đồ vật gì, để cá voi không dám tới gần, không dám tổn thương chiếc thuyền này. Mọi người nghị luận, cái này sao có thể thôi, chẳng lẽ cá voi còn nhận biết chúng ta chiếc thuyền này, hoặc là nhận biết trên chiếc thuyền này người phải không? Cá voi bầy xuất hiện, để đám người rung động. Khó gặp tràng cảnh, vậy mà để bọn hắn thấy được giờ khác này vô luận người trên thuyền đang làm gì đều để tay xuống bên trong sự tình chuyên tâm thưởng thức cái này khó được một màn kỳ quái cá voi từ trước đến nay đều là hành động độc lập làm sao đột nhiên thành quần kết đội cẩn thận một chút đừng xảy ra chuyện cho nên thuyền trưởng cùng kích động các bạn học khác biệt quanh năm ở trên biển phiêu lưu hắn ý thức được không thích hợp nhiều như vậy cá voi nếu là đối với chúng ta thuyền hợp nhau tấn công vậy liền thảm rồi đừng suy nghĩ nhiều có lẽ cá voi bầy chính là đi ngang qua một người nữ sinh đi vào phòng điều khiển lâm tiểu thư phòng điều khiển người lên tiếng chào ngân tuyết tập đoàn lâm tiểu tuyết cũng là chiếc thuyền này lão bản nhà nàng sinh ý không chỉ có quán rượu cao cấp còn liên quan đến có du thuyền ngắm cảnh loại hình mặc dù cá voi có rất ít công kích tàu thủy tiền lệ nhưng là vẫn cẩn thận mới là tốt lâm tiểu tuyết nói nhất định phải cam đoan an toàn của khách nhân chúng ta phát hiện dị thường lập tức trở về địa điểm xuất phát biết nói xong Lâm Tiểu Tuyết ra điều khiển phòng, chuẩn bị đến bong thuyền quan sát cái này khó được tràng cảnh, đương nhiên. Cũng nhìn xem phải chăng có nguy hiểm nào đó. Theo lý mà nói nếu như cá voi bầy cố ý công kích thuyền, bong thuyền sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng là Lâm Tiểu Tuyết không sợ. Bởi vì nàng nghĩ đến nam nhân kia. Có người kia tại, không có nguy hiểm. Nàng nhìn chằm chằm Tô Ninh một chút. Không có đi lên chào hỏi. Nói thật, ăn Tết thuyền rất khó thuê đến. Nếu không phải Tô Ninh nhận biết Lâm Tiểu Tuyết, Lâm Tiểu Tuyết âm thầm chuẩn bị, Tô Ninh bọn hắn cũng không muốn được chiếc thuyền này. Lâm Tiểu Tuyết nhìn xem biển cả, không ngừng du chuyển bốc lên, giống như là tại chơi đùa đại kinh ngư, trong lòng cảm khái. Quá đẹp, quá tráng quan. Phảng phất những cái kia cá voi, tựa như đang vì biểu hiện diễn. Tô Ninh cũng nhìn thấy Lâm Tiểu Tuyết. Tô Ninh hơi nhướng mày, cái này Lâm Tiểu Tuyết làm sao tại cái này? Kỳ thật nội tâm của hắn phi thường nghi hoặc. Luôn cảm giác nha đầu này không gãy sạch sẽ, giống như nhận biết mình. Tô Ninh nghĩ nghĩ, chậm rãi đi hướng Lâm Tiểu Tuyết. Tô Hưởng cùng Liễu Ngôn không cùng theo, bọn hắn hiện tại đang chìm ngâm ở cá voi bầy rung động, cùng Liễu Ngôn cùng một chỗ dính nhau. Đi đến lan can bên cạnh, Tô Ninh nắm lấy lan can. Người tốt, người tốt. Lâm Tiểu Tuyết lễ phép cười cười, trả lời. Nàng trên dưới tùy ý lường Tô Ninh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tô Ninh độc đáo vật phẩm trang sức. Ngực trái túi bên trên cái kia tiểu bạch thái trên thân, đương nhiên, ánh mắt chỉ là một cái thoáng mà qua, liền không có tại dừng lại. Tiếp tục xem hướng biển cả. Tô Ninh cảm nhận được, gia hỏa này, đang nhìn tiểu bạch thái thời điểm, cảm xúc rõ ràng ba động một chút. Ngươi làm sao lại tại cái này? Lâm Tiểu Tuyết, du thuyền nghiệp vụ, ngân tuyết tập đoàn cũng có đọc lướt qua, ta ở nhà nhàm chán, liền cho mọi người khi lần này đi thuyền thuyền trưởng. Tô Ninh há to miệng. Sau một lát mới nói, tạ ơn. Lâm Tiểu Tuyết cười một tiếng, vì cái gì nói như vậy thuê thuyền rất khó chúng ta lại lập tức liền mướn đa tạ tô ninh nói lâm tiểu tuyết thần sắc đọng lại gia hỏa này biết là giúp mình bất quá nàng lập tức khôi phục bình thường nói vì cái gì nói như vậy cảm ơn ngươi giúp chúng ta lấy tới thuyền tô ninh nói hắn kỳ thật chính là muốn nhìn một chút nha đầu này có biết hay không chính mình muốn kiểm tra một chút nơi đó vừa vặn đụng phải có rảnh thuyền các ngươi vận khí mà thôi Lâm Tiểu Tuyết nói. Ta cảm giác không phải vận khí. Tô Ninh đốn bỗng nhiên. Ngươi biết ta. Lâm Tiểu Tuyết toàn thân rõ ràng xuất hiện không dễ dàng phát giác run lên. Ha ha. Làm sao có thể. Nàng cười cười. Chúng ta cũng không nhận biết ta lần thứ nhất gặp ngươi là tại các ngươi họp lớp cái kia. Cho nên nói ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền đưa chúng ta rượu nhiều như vậy đồ ăn. Liền vì ta bênh vực kẻ yếu, đuổi đi vương hạo. Tô Ninh buông tay. Lâm Tiểu Tuyết, gia hỏa này đều biết cái gì ta không hiểu cái gì ý tứ tô ninh gặp nha đầu này hay là mạnh miệng ý của ta là ngươi sẽ không phải đối với ta vừa thấy đã yêu đi ngươi bị ca nhan sắc chinh phục cho nên yên lặng bỏ ra tô ninh cả lơ phất phơ địa trò chuyện lâm tiểu tuyết chu cái miệng nhỏ bất khả tư nghị nhìn xem tô ninh tựa hồ không nghĩ tới từ trước đến nay nghiêm chỉnh tô ninh thế mà còn có gương mặt này không phải ngươi làm sao như thế tự luyến lâm tiểu tuyết nói nói xong cổ nàng ửng đỏ Tô Ninh thần sắc khẽ giật mình, nha đầu này, chuyện gì xảy ra? Ta đùa giỡn. Khụ khụ, đùa giỡn. Tô Ninh cảm thấy rất kỳ quái, nha đầu này không chỉ có cổ đỏ lên một vòng, bên tai cũng đỏ lên. Có đôi khi hắn đều rất hoài nghi, có phải hay không ta tu tiên đằng sau trở nên quá tuấn tú, đối với nữ nhân có một loại nào đó lực hấp dẫn, tùy tiện vẩy lên đối phương liền đem cầm không nổi. Bất quá thật đừng nói đạt tới trúc cơ cảnh giới đằng sau, Tô Ninh trên thân sạch không tì vết, làn da trắng nõn, là loại kia khỏe mạnh trắng nõn, không phải trắng bệch, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sáng người có thần, trên người có một loại lãng giật tiêu sái khí chất, xác thực rất có lực hấp dẫn. Dù là đứng tại đám người, hắn cũng lộ ra không hợp nhau, chiếu lấp lánh. Đương nhiên, ta đương nhiên biết ngươi là nói đùa, ta cũng không phải loại kia mở không dậy nổi đùa giỡn. Lâm Tiểu Tuyết cười một tiếng. Nàng tuổi tác cũng không lớn, lại gồm cả một chút thành thục cùng non nớt. Hai loại khí chất dung hợp để nàng lộ ra rất đặc biệt có tinh thần phấn chấn, cũng có ổn trọng khí chất. Ngươi thật sự không biết ta? Tô Ninh hỏi. Hiện tại có thể quen biết một chút. Lâm Tiểu Tuyết nói. Ngươi tốt, ta gọi Lâm Tiểu Tuyết. Từ ngươi đồng học trong miệng nghe nói ngươi gọi Tô Ninh. Tô Ninh. Hiện tại, quen biết. Lâm Tiểu Tuyết cười lên, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Có mấy phần giả hoạt. Tô Ninh. Không biết có hứng thú hay không, hai chúng ta đơn độc tâm sự. Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Tuyết thần sắc hoảng sợ, lập tức cự tuyệt, "Không, cũng đừng. Cô nam quả nữ, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi." Tô Ninh, "Nhà đầu này nói chuyện, thật đúng là để cho người ta không phản bác được. Uy, đừng giả bộ, ta biết ngươi biết ta." Tô Ninh nói. "Sao thực nhận biết vừa mới không phải quen biết sao?" Lâm Tiểu Tuyết nói. "Tô Ninh, ta trước khi nói ngươi có phải hay không nhớ kỹ cái gì? Tỷ Như, ta ở trong biển đã cứu ngươi loại hình." Tỷ Như ngươi tìm đến ta nói lời cảm tạ loại hình. Hắn cảm thấy Lâm Tiểu Tuyết xác thực nhớ kỹ những ký ức kia. Thế nhưng là, nàng là thế nào giữ lại những ký ức kia? Kỳ quái, chính mình rõ ràng tiêu trừ hai lần. Lâm Tiểu Tuyết này sẽ lại hết sức khẳng định, có sao? Ngươi đã cứu ta, nói bậy à, ta không có ấn tượng. Nàng quyết đoán và chắc chắn nói đến. Hai người bọn họ ở trên bong thuyền trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng cười ra tiếng, rất hòa hài mà không cẩn thận ở phía xa mắt thấy đây hết thảy toji trong lòng lại hết sức không dễ chịu trong lòng chua chua luôn cảm giác chính mình rất khó chịu nàng đang hờn dỗi toji biết mình đã không có tư cách đi sinh khí thế nhưng là nàng vẫn là không nhịn được ăn giấm nàng cả người cũng không tốt toji à toji đều là quá khứ sự tình người. đừng ngừng lưu tại đi qua người đều là muốn đi lên phía trước nếu kết thúc liền không nên đang xoắn suýt hắn cùng ai cùng một chỗ làm cái gì Nàng tự an ủi mình, khuyên chính mình, nhưng là tự hồ hiệu quả cũng không tốt. Hưu. Đột nhiên, trên mặt biển lại có một đám cá mập xuất hiện. Thành quần kết đội. Cá mập kia sống lưng lộ ra mặt nước, thoạt nhìn là khủng bố như vậy. Ầm ầm. Cá mập, cá mập. Thật nhiều cá mập hướng nơi này đuổi. Bọn hắn muốn đi săn, đi săn cá voi. Không thể nào, cá voi lớn như vậy. Người trên thuyền nhìn thấy trên mặt biển bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều cá mập phanh bọn chúng nhảy ra mặt nước vui mừng nhảy lên cái này không phải đi săn tại sao ta cảm giác bọn hắn là tới biểu diễn cái này quá quỷ dị đi thế nhưng là càng quỷ dị còn tại phía sau đàn cá mập sau lại có cá heo bầy xuất hiện cảnh tượng này quá tráng quan quá quỷ dị giống như những đại dương này sinh vật từng đầu đều tại quay chung quanh chiếc thuyền này mà biểu diễn loại hiện tượng này vượt qua khoa học không cách nào tưởng tượng ta lạc cái đậu. Khá lắm, các ngươi phát hiện không có. Những đại dương này sinh vật, thế mà phảng phất là đến cho chúng ta biểu diễn. Có thể cái này sao có thể. Sinh vật biển không có tới gần thuyền lớn, ngay tại thuyền chung quanh du động, khi thì nhảy ra mặt nước, khi thì an tĩnh sắp xếp du động. Sao hải dương trong quán biểu diễn còn muốn rung động. Không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người hưởng thụ lấy người này cùng tự nhiên hài hòa chung sống thời gian. Phảng phất hết thảy đều rất tốt đẹp. Ê à! Tiểu Bạch Thái lấy một loại tôn ninh mới có thể nghe được phương thức giao lưu. Phảng phất tại nói, ta ngưu bức không. Đây đều là ta gọi tới tiểu đệ. Nó cao hứng tranh công xin thưởng. Tô Ninh, đây đều là ngươi làm. Trách không được. Tô Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tiểu gia hỏa này. Đương nhiên, tôn Ninh cũng không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch Thái, thế mà có thể làm được nhiều như vậy sinh vật biển. Ý là trong khoảng thời gian này ban đêm, ngươi vụng trộm chạy ra ngoài chơi nước, chính là vì giải quyết những đại dương này sinh vật. Tô Ninh kinh ngạc. Lúc buổi tối, Tiểu Bạch Thái xin mời đi ra ngoài chơi nước, Tô Ninh còn tưởng rằng cái này nha chính là trắng ghét mà thôi, đi trong biển bơi lội. Xác định an toàn liền để nó đi, không nghĩ tới cái này nha lại là đi thuần phục sinh vật biển. Nhiều như vậy sinh vật, tiểu gia hỏa không sẽ trở thành bá chủ hải dương đi. E a, Tiểu Bạch Thái đắc ý. Phảng phất tại nói, nhìn, ta ngưu bức không? Ngươi cái tên này Tô Ninh không có đánh giá, bất quá tiểu bạch thái xác thực rất nghiêu bức. Ta còn nói sao vì cái gì những đại dương này sinh vật đều không công kích thuyền lớn. ầm ầm Hắn vừa nói xong. Thuyền lớn kịch liệt lung lay, phảng phất tại cùng phong trong sóng lớn đau khổ dãy dụa. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ từ một bên đánh tới, như là một đầu hung mãnh cự thú, hung hăng đụng vào trên thân thuyền. Theo lực trùng kích này đến, thuyền lớn bắt đầu hướng một bên nghiêng, góc độ càng lúc càng lớn những người trên thuyền hoảng sợ thét chói tai vang lên nắm chắc bên người cố định vật ý đồ bảo trì cân bằng nước biển không ngừng phun lên bong thuyền hình thành từng đạo mãnh liệt sóng lớn vuốt mạn thuyền phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc thân thuyền phát ra kẽo kẹt kẽo kẹt thanh âm phảng phất tại rên dỉ thống khổ phảng phất tùy thời đều có thể bị nguồn lực lượng này xé rách lật tại trong biển rộng mênh mông ân vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố khiến trên thuyền đám người thân hình bất ổn hướng đột nhiên nghiêng một bên khuynh đảo trượt xuống đây là tô ninh chấn động trong lòng ân bên người lâm tiểu tuyết cũng bị kinh mộng chưa lấy lại tinh thần liền suýt nữa rơi xuống thuyền lớn cả người cả kinh mặt không còn chút máu tô ninh lông mày nhíu chặt bản năng dùng sức một chảo đem nó tóm chặt lấy lâm tiểu tuyết hạ xuống thân thể bị bắt lại trong lúc bối rối cuối cùng là hơi định tâm thần tạ tạ ơn lâm tiểu tuyết hiển nhiên bị dọa thảm rồi oanh còn không có đợi bọn hắn lấy lại tinh thần lại một cái cự đại lực trùng kích đánh tới chỉ nghe thấy một trận tiếng vang kinh thiên động địa thuyền lớn thân thuyền phát ra làm cho người dùng mình đứt gãy âm thanh nguyên bản liền xuất hiện to lớn nghiêng thuyền lớn giờ phút này như là một tòa lung lay sắp đổ sơn nhạc ẩm vang sụp đổ phanh một màn này tới quá đột ngột Tô ninh đều không có kịp phản ứng toàn bộ thuyền lớn vốn là nghiêng nghiêm trọng lần này càng là trực tiếp lật úp a à, nguyên bản ổn định lại thân thể lâm tiểu tuyết cũng lập tức tiếp tục rơi đi xuống bởi vì tôn ninh chính mình cũng không có đứng thẳng điểm hai người thẳng tắp theo thuyền lớn còn có ngập trời sóng biển rơi xuống hiển nhiên biến cố này làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến tai nạn tới quá mức đột nhiên người trên thuyền cũng đều không có kịp phản ứng lần này gặp tai vạ từng cái người bị cao cao quăng lên tại thuyền tiếp tục lật úp thời điểm đã rời mặt nước rất cao bọn hắn đều bị sợ choáng váng bản năng hoảng sợ kêu to giống trong biển rộng cá voi bầy đàn cá mập chờ chút giống như điên không ngừng hướng bên này vọt tới cái này hoảng sợ một màn để người ở chỗ này sắc mặt như cho tàn ai cũng không có dự kiến đến họp dạng này nếu là những đại dương này sinh vật nghiền ép lên đến vậy bọn hắn sẽ bị nuốt hết vì cái gì vì sao lại sẽ thành dạng này không ta không muốn chết ta không muốn chết những đại dương này sinh vật làm sao đột nhiên nổi điên oanh vô số sinh vật biển trùng kích rốt cục để thuyền lớn rốt cuộc không chịu nổi. Phanh! Thuyền lớn tựa như một viên bóng đá, bị đánh tới đánh tới. To lớn thân thuyền đánh tới hướng mặt biển, nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn. Sóng biển giống dã thú hung mãnh bình thường, gầm thét hướng bốn phía đánh tới, đem hết thảy chung quanh đều quấn vào trong đó. Xong! Xong! Chúng ta đều phải chết! Ô ô ô! Không! Nhà ta tiểu bảo đang ở nhà chờ lấy ta. Ta chết đi nàng làm sao bây giờ? Tiếng la khóc một mảnh, Mắt thấy tất cả mọi người muốn bị lâm vào điên cuồng sinh vật biển nuốt hết, đâm chết. Ia ia. Tiểu Bạch Thái gấp đến độ vào đầu. Nó không ngừng chỉ mắng sinh vật biển, để bọn chúng dừng tay. Nó không rõ vì cái gì những vật này lại đột nhiên nổi điên. Tiểu Bạch Thái cùng bọn chúng phảng phất lập tức tách ra câu thông liên hệ. Sinh vật biển không có nghe. Đỏ mắt công kích thuyền lớn, còn có người. Dù là đụng đầu rơi máu chảy, dù là có một ít rõ ràng đều chính mình đập đầu chết hay là không ngừng công kích. Tô Ninh hơi nhướng mày, cảm giác chuyện này không giống bình thường. Bất quá bây giờ hắn cảm thấy không phải cân nhắc những này những vấn đề này thời điểm. Hắn khẽ cắn môi. Bá. Trên người hắn, đột nhiên bay ra một khối thiết bản. Đây là. Lâm Tiểu Tuyết có chút mộng quyền. Tô Ninh vì cái gì đột nhiên sẽ làm ra một mảnh cục sắt. Đương nhiên cũng có thể là thuyền bộ phận hài cốt, đột nhiên bay lên. Bá. Bất quá nàng chưa kịp kịp phản ứng, Tô Ninh một phát bắt được nàng, đem nàng bỏ vào trên miếng sắt. Ân! Trời! Lâm Tiểu Tuyết hai con ngươi trợn to. Lơ lửng! Lơ lửng! Cái đồ chơi này lại là lơ lửng. Ngồi tại thật to trên miếng sắt, cảm giác cùng ngồi ở trên bong thuyền không có gì khác biệt, thậm chí luôn cảm giác bị giáp trên bảng thoải mái hơn. Mấu chốt là cái đồ chơi này lại là lơ lửng. Nên không phải ngự kiếm phi hành đi. Lâm Tiểu Tuyết thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới gặp được loại này liền một cái phi hành khí mà thôi, phải tin tưởng khoa học. Tô Ninh thản nhiên nói. Bá. Nói xong, chỉ huy miếng sắt bay về phía thương khung. Lâm Tiểu Tuyết. Tô Ninh không có trực tiếp trốn, mà là hướng ngay tại lật úp bong thuyền bay. Bá. Dưới chân đồ vật nói là tấm sắt, nhưng là ai có thể biết cái đồ chơi này nhưng thật ra là Tô Ninh kiếm. Hắn ngự kiếm phi hành, tung hoành tại phá toái lật úp thuyền hải cốt bên trên. Vì cứu vớt càng nhiều đồng học. Hưu, hắn bay đến một cái đồng học bên cạnh, từng thanh từng thanh cái kia còn tại mộng bức thét lên đồng học ném bên trên trường kiếm, người kia một mặt mờ mịt. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ hoảng sợ, còn không đợi hắn phản ứng, Tô Ninh tiếp tục cứu người. Hưu! Thật vừa đúng lúc, hắn bay đến Tô Di trước mặt. Giờ phút này Tô Di chính một mặt tuyệt vọng, lòng như cho nguội, đột nhiên xuất hiện Tô Ninh, để ánh mắt của nàng phát sáng. Phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bá. Tô Ninh không nói nhảm, đưa nàng cũng ném lên trường kiếm. Tô Di mở to hai mắt, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Cái này đây là cái quỷ gì? Nội tâm của hắn mộng bức, không biết Tô Ninh còn ẩn giấu chiêu này. Một bên khác, thuyền lớn lật úp đứt gãy thời điểm. Tô Hưởng cùng Liễu Ngôn Chính trò chuyện với nhau thật vui, đột nhiên xuất hiện tai nạn, để Liễu Ngôn vô cùng hoảng sợ, ôm thật chặt ở Tô Hưởng. Lần thứ nhất, tay nàng đủ luống cuống. Cái thứ hai, nàng vô cùng hoảng sợ, nắm chắc. Cái thứ ba. Thuyền lớn lật úp, phát sinh đại sụp đổ. Hai người thẳng tắp rơi xuống. Nàng ôm chặt lấy Tô Hưởng. Đừng sợ, Tô Hưởng nói. Cùng với ngươi, ta không sợ, Liễu Ngôn nói. Cảm giác được bị người tín nhiệm, Tô Hưởng tâm bên trong ấm áp, càng thêm kiên định bảo hộ Liễu Ngôn tâm. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Thế nhưng là, hiện tại làm sao bảo hộ? Đi ra. Tô Hưởng gào thét một tiếng. Hắn chỗ cụt tay bỗng nhiên sáng lên. Chỉ chốc lát một đầu cánh tay kim loại thay thế trống chỗ. Tay của ngươi. Liễu ngôn kinh ngạc. Thế nhưng là chỉ có một cánh tay, tựa hồ giống như cũng không giải quyết được cái gì. Liền để ta xem một chút, ôn dưỡng lâu như vậy cánh tay, có thể cho ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ đi. Tô hưởng nói. Cánh tay tên lửa đẩy. Bá. Theo mệnh lệnh hạ đạt, cánh tay kim loại bắt đầu phát ra ánh sáng, trung quanh tên lửa đẩy bắt đầu nghịch hành, đẩy ra khí thể. Phanh. Hai người lúc đầu rơi xuống thân thể bỗng nhiên trên không trung đình trệ. Bá, vậy mà đi lên. Cái này, cái này, cái này. Gặp quỷ sao cái này. Ngươi, liễu ngôn không gì sánh kịp, nàng không nghĩ tới tô hưởng vậy mà có được một đầu cánh tay kim loại, lại cánh tay này. Vậy mà có thể dẫn người bay. Kỳ thật không chỉ như vậy. Trải qua thời gian dài như vậy hấp thu tiến hóa. Hắn cánh tay kim loại đã xưa đâu bằng nay, những cái kia kim loại thuộc tính hoàn toàn có thể lan tràn đến toàn thân, hình thành một bộ kim loại khôi giáp. Quả nhiên, tại cảm giác được kim loại thuộc tính tạo thành cánh tay, còn thừa lại rất nhiều thời điểm, tô hưởng tâm niệm khẽ động. Tạch tạch tạch, những cái kia kim loại từng khối bao trùm tại toàn thân hắn, chỉ chốc lát, một kiện kim loại thiết giáp liền đem hắn bao trùm. Liễu Ngôn nhìn trước mắt khóc huyễn áo giáp kim loại, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nói: thép, sắt thép hiệp. Tô hưởng giờ khắc này xác thực như sắt thép hiệp một dạng, màu đỏ làm chủ hạch tâm, tăng thêm một chút màu vàng đất đường vân đơn giản khóc đập chết. Có kim loại thiết giáp gia trì, Tô Hưởng tâm niệm khẽ động, trên người sắt thép toát ra tên lửa đẩy, hắn bay càng ổn. Hai tay của hắn ôm lấy Liễu Ngôn, đem nàng kéo cách địa phương nguy hiểm. Giờ khắc này, Liễu Ngôn mộng. Ta dựa vào, đây là cái gì thần tiên kỹ năng? Tô Hưởng, ngươi không phải nói ngươi thường thường không có gì lạ sao? Làm sao sắt thép hiệp đều tới? Bá. Tô Hưởng nhìn thấy Tô Ninh ngự kiếm phi hành, hắn muốn đem Liễu Ngôn đưa lên trên đại kiếm đặt chân trên đường gặp được một chút gọi cứu mạng hắn cũng sẽ thuận tay bắt lấy mấy cái chỉ chốc lát trên thân tựa như quấn lấy vật trang sức một dạng treo bốn năm người toàn thân đinh đương hưởng được cứu đồng học một mặt mộng thuyền lớn đột nhiên lật úp để bọn hắn mộng bức thế nhưng là bất thình lình sắt thép hiệp cũng làm cho bọn hắn mộng bức tình huống như thế nào a à, đây là thế giới này không phải bình thường thế giới hiện thực sao làm sao đột nhiên liền có bên trong sắt thép hiệp loạn nhập còn có cá voi quần công kích thuyền lớn là cái quỷ gì? Hẳn là thế giới này tại trong lúc lơ đãng thành quái thú cơ giáp thế giới. Là hiện tại thế giới này là hư giả hay là trước kia chúng ta sinh hoạt thế giới là hư giả? Bọn hắn tam quan lập tức băng liệt. Ca, Đông, Tô Hưởng đem 4 năm người phóng tới trên đại kiếm, đại kiếm kia lại còn có rào chắn. Giờ phút này, trên đại kiếm trừ Tô Hưởng mang tới 4 năm người, Tô Ninh đã cứu được 10 cái chừng 20, không chỉ có Tô Ninh, Tiểu Bạch Thái cũng đang xuất thủ. Ân. Điều này càng làm cho người chấn kinh. Nếu như nói phi hành khí, sắt thép chiến y những này cũng có thể làm cho nhân lý giải, thế nhưng là ngươi một gốc tiểu bạch thái đều có thể đem người kéo dậy, đây là cái quỷ gì? Thành Tinh, không phải nói sau khi dựng nước, không để cho thành tinh. Tiếp tục. Tô Ninh không nói gì, đối với Tô Hưởng gật gật đầu. Gia hiệu hắn tại thuyền lớn lật úp trước đó tranh thủ nhiều cứu người. Hưu hưu hưu. Hai người một gốc tiểu bạch thái phân công hợp tác, tiếp tục cứu người. Tô Hưởng tiếp tục quay người bay đi, tiến vào thuyền trong phế tích. Coi chừng, Liễu Ngôn dặn dò. Tô Hưởng quay đầu nhìn một cái, gật gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm, biến mất tại mọi người trước mắt. Tô Ninh cũng không có ngừng lại, tiếp tục cứu người. Tại Tô Ninh lại một lần nữa cứu được 11-12 cá nhân, mà Tô Hưởng cứu được tầm 2-3 người đằng sau, thuyền lớn triệt để lật úp. Âm âm một chút, triệt để tan rã. Trên mặt biển lập tức hỗn loạn tưng bừng, thuyền hài cốt, hàng hóa, Nhân viên bốn chỗ trôi nổi. Trên bầu trời tràn ngập khói bụi cùng hơi nước, ánh nắng bị che đậy, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào tận thế giống như hắc ám. Tiếng kêu cứu, tiếng la khóc cùng sóng biển tiếng gầm gừ xen lẫn, không thể nghi ngờ đều lộ ra tuyệt vọng. Thuyền lớn sụp đổ đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, chung quanh mặt khác phụ thuộc thuyền nhỏ cũng nhận tác động đến, có bị đâm đến vỡ nát, có bị lật tung ở trong biển. Trên mặt biển khắp nơi đều là phá toái tấm ván gỗ, trôi nổi phao cứu sinh cùng hoảng sợ người sống sót một chút cá voi đầu đều đụng nát máu tươi đem nước biển nhuộm đỏ trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn khiến mọi người lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng nơi này phảng phất chính là một trận tu la địa ngục một dạng tràng diện quá dọa người cứu mạng cứu mạng nước biển màu đỏ bên trong rất nhiều người tại kêu cứu trừ đồng học còn có thuyền viên các loại không biết sợ hãi hoàn cảnh lạ lẫm để trong biển người hoảng sợ tới cực điểm bị tô ninh nhét vào trên phi kiếm người có rất nhiều đều dọa phát sợ giờ phút này không biết làm sao bây giờ. Bọn hắn cũng không biết mình rốt cuộc có hay không được cứu. Đây hết thảy, quá mộng ảo. Tô Ninh cùng Tô Hưởng vừa rồi đều đã đạt đến cực hạn, cứu vớt cái này 4-50 người, rất không dễ dàng. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật đều là tại rất thời gian ngắn liền phát sinh. Từ tai nạn bắt đầu, thuyền lật úp, chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn, Tô Ninh cùng Tô Hưởng đã lấy hết cố gắng lớn nhất, đem có thể cứu đều cứu được những cái kia cá mập muốn công kích. Có đồng học kinh hô, chỉ vào muốn đối với trong biển nhân viên tiến hành công kích cá mập hô hào. Quả nhiên, những cái kia cá mập dục dịch, muốn đối với người may mắn còn sống sót tiến hành giết chóc. Trước tiên đem bọn hắn vớt lên đến. Tô Ninh nói, tiểu bạch thái, ngươi đi ngăn cản cá mập, đừng để bọn chúng tổn thương nhân loại. Nói xong, bọn hắn đáp xuống. Ở trên mặt biển cứu người, nhưng so sánh vừa rồi tại thuyền lật úp thời điểm cứu người độ khó thấp hơn. Ba ba ba. Tô Ninh cùng Tô Hưởng chia ra hành động. Chỉ chốc lát, trên mặt biển những người kia liền bị toàn bộ ném lên đại kiếm. Mà đáy biển lưu lại thuyền có phải hay không còn có người. Tiểu Bạch Thái xung phong nhận việc tiến vào quan sát, đem người còn sống cứu đi lên. Tại ba người nỗ lực dưới, tất cả người sống sót rốt cục bị ném lên đại kiếm. Hô, Tô Hưởng thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc. Sống sót sau tai nạn người, có trực tiếp đặt mông ngồi tại trên đại kiếm, hoàn toàn đứng không dậy nổi có người thì dựa vào tại trên rào chắn, nhìn xem mặt biển. Thân sắc đờ đẫn, cho tới bây giờ, rất nhiều người đều còn không có chậm tới. Nghe được tô hưởng lời nói tô ninh lông mày ngưng tụ, không nói gì. Hắn lặng lặng quan sát mặt biển. Đám kia cá mập, cá voi vẫn tại tàn phá bừa bãi trong biển hải cốt. Mặt biển thuyền trôi nổi vật bị đâm đến vỡ nát, một chút người gặp nạn thi thể, bị đánh tới đánh tới, rất nhanh liền bị cá mập gặm ăn sạch sẽ. Đang điên cuồng đánh chúng, mấy đầu cá voi bị đâm đến nhão nhoẹt, để vùng biển này màu đỏ tươi một mảnh, giống như huyết hải, khủng bố khiếp người. Còn tốt, may mà chúng ta lơ lửng giữa không trung không phải vậy. Thật đáng sợ. Biển cả xem ra cũng không mỹ lệ. Đây cũng quá kinh khủng đi. Các bạn học nhìn qua dưới đáy tràng cảnh, trực tiếp dọa đến tê cả ra đầu. Nếu là có người nói đem bọn hắn ném xuống, bọn hắn khẳng định sẽ hù đến phá phòng. Không nói chuyện nói thứ này, tại sao phải bay à? Còn có tô ninh. Vừa rồi hắn thế mà chính mình bay, muốn siêu nhân một dạng. Tô hưởng trên người, đây là sắt thép hiệp chiến y sao. Tốt trầu. Còn có cái kia tiểu bạch thái, không phải nói sau khi dựng nước, không cho phép thành tinh sao. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Trong đầu đều tràn đầy nghi hoặc. Tô Ninh cùng Tô Hưởng, cái gì quái thai à? Bọn hắn nhìn về phía hai người thời điểm, giống nhìn người ngoài hành tinh. Bọn hắn không dám trực tiếp hỏi Tô Ninh cùng Tô Hưởng, nói bóng nói gió hỏi thăm cùng hai người người thân cận. Tỷ như Tô Di, Tô Di, ngươi không phải Tô Ninh bạn trai cũ sao? Hắn có được loại năng lực này, ngươi hẳn phải biết đi. Đây là thế giới hiện thực, vẫn là chúng ta xuyên qua. Hay là nói, thế giới này có chúng ta không biết một mặt khác. Hắn sao có thể ngự kiếm phi hành? Còn có, hắn kiếm này cũng quá lớn đi. Mọi người lao nhau. Kiếm này, xác thực rất lớn. Có chừng hơn một trăm bình phương. Tô Ninh có thể tùy ý cải biến đại kiếm lớn nhỏ khoa học kỹ thuật thạch tâm hấp thu nhiều như vậy kim loại nguyên tố còn có mặt khác năng lượng thể tích đã sớm không phải lúc trước nhỏ như vậy đương nhiên tô ninh cũng có thể để nó ngưng thực biến thành rất nhỏ một khối cái này quyết định bởi với hắn ý chí tô di sắc mặt không ngừng biến hóa nàng căn bản không biết tô ninh còn có một tay như thế cũng căn bản không biết tô ninh lại lợi hại như thế tô ninh ngươi rốt cuộc là ai ngươi đến cùng là hạng người gì ta vì cái gì một chút cũng nhìn không thấu. Nguyên bản nàng cảm thấy, Tô Ninh người này nàng hiểu rõ vô cùng, từ đầu đến chân. Dù là trên người có mấy cọng tóc nàng đều rõ ràng. Tô Ninh chính là trong một tiểu sơn thôn đi ra một mực bình thường, thường thường không có gì lạ. Trước kia cùng với chính mình thời điểm, thậm chí vì mấy khối tiền không đình công làm. Chính là một cái bình thường gia súc của công ty. Một cái không kiếm tiền gia súc của công ty. Thế nhưng là không nghĩ tới, cùng mình chia tay đằng sau tô ninh một lần lại một lần đổi mới nàng nhận biết nhận biết đại lão tài phiệt tốt à cái này dù là rất không hợp thói thường nhưng cũng có thể tiếp nhận thế nhưng là ngươi trở tay tới một cái ngự không phi hành ngự kiếm cứu người còn để cho người ta tin tưởng khoa học cái này tô di hoàn toàn xem không hiểu thẳng thắn nói nàng cảm thấy mình giống như lần thứ nhất gặp được tô ninh một dạng nàng một chút cũng không hiểu rõ người này tô di chỉ là lẳng lặng nghe không nói gì nàng không lời nào để nói lâm tiểu tuyết nhỏ giọng bức bức ta coi là có thể ở trong nước giống cá một dạng sinh tồn một đao một cái cá mập lớn liền rất không hợp thói thường không nghĩ tới hắn còn có thể thượng thiên lại đổi mới ta nhận biết tô ninh bên này tiểu bạch thái một mặt phẫn nộ ia 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 nó không ngừng chỉ vào trong biển tán loạn hải dương ia ia chửi mắng rõ ràng mình bị ta chinh phục tại sao phải vi phạm mệnh lệnh của ta Dựa vào cái gì bọn hắn lại đột nhiên không nghe chỉ lệnh? Đây là vì cái gì? Bọn này đáng chết cá, lão tử muốn chém chết bọn hắn. Đây là tiểu bạch thái giận mắng nội dung. Ca, vì cái gì cá voi lại đột nhiên bạo tẩu? Mặc dù chúng ta được cứu, thế nhưng là tô hưởng nhìn lại bỗng chốc bị cứu đồng học, còn có thuyền viên các loại. Những người này nên xử lý như thế nào? Tô Ninh cau mày. Hồi lâu phun ra một ngụm chọc khí. Hô! Tiểu Bạch Thái, ngươi hiểu lầm những này cá voi bọn hắn không có hỉ nộ vô thường, cũng không có đột nhiên phản bội, mà là nhận lấy kích thích. Ngươi cẩn thận nghe, có tiếng nạp tín hiệu, ảnh hưởng tới hành động của bọn nó, kích thích đến thần kinh của bọn nó, để bọn chúng không cách nào tự kiềm chế bạo tẩu, không tiếc bất cứ giá nào phá hư chung quanh đồ vật. Cá voi bầy cùng đàn cá mập các loại quá điên cuồng. Điên cuồng đến đâu sợ đâm chết cũng muốn phá hư. Cái này rõ ràng không bình thường. Ca, ngươi nói là, có người cố ý ở sau lưng dẫn dụ cá voi, muốn lộng chết chúng ta toàn bộ người. Tô Hưởng ánh mắt ngẩn ngơ. "Khó trách, khó trách ta nói nhiều như vậy sinh vật biển, tại sao phải đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, nguyên lai like. không phải là vì biểu diễn, mà là vì giết chóc." Tô Hưởng nói. "Thế nhưng là sẽ là ai?" Tô Ninh sắc mặt càng ngày càng khó coi. "Ai? Ta không nghĩ tới xung đột sẽ đến đến nhanh như vậy. Cuối cùng vẫn là tránh không được." "Ca, có ý tứ gì?" Tô Hưởng không rõ tô ninh cũng không có giải thích nếu như vượt qua khống chế phạm vi bên trong đồ vật có người nhất định không muốn để cho nó tồn tại sẽ nghĩ tất cả biện pháp phá hủy dù sao dương nam chi bên cạnh há có thể dung người khác ngủ say tô ninh biết mình bại lộ ân ở thế giới này mba trước mặt kỳ thật bại lộ là phi thường bình thường sự tình chính mình chỉ sợ sớm đã bại lộ t hô tô ninh hít sâu mấy lần rầm 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 đột nhiên mặt biển trong bầu trời đột nhiên toát ra từng viên mang theo thật dài bạch khí viên trùy hình cục sắt lít nha lít nhít thế mà bao trùm toàn bộ bầu trời mục tiêu đả kích chính là nơi này đây là ta dựa vào đạn đạo thật nhiều đạn đạo mục tiêu đả kích tựa như là nơi này ngoạ tàu song song chúng ta muốn bị nổ không có có chút quân mê lập tức nhận ra bay tới đồ vật đều là thứ gì lập tức kinh hãi không gì sánh được đầu tiên là dẫn dụ sinh vật biển va chạm thuyền sau đó lại là đạn đạo tập kích đây là muốn đưa tôn ninh bọn người vào chỗ chết chúng ta đều muốn bị nổ chết trời ạ à, chúng ta là xúc phạm thiên điều sao tại sao phải gặp phải loại này khủng bố công kích bọn hắn không hiểu ca làm sao bây giờ tô hưởng cũng có như vậy trong nháy mắt hoảng loạn rồi trên người hắn có chiến giáp sắt thép có thể chiến giáp này còn không có tiến hóa đến có thể cùng đạn đạo cứng đối cứng trình độ huống chi nhiều như vậy nhiều như vậy đạn đạo chết chắc tôn ninh nhìn xem nhanh chóng tới gần đạn đạo trong lòng lạnh lẽo một mình hắn lời nói có lẽ còn có thể ứng đối mang theo nhiều người như vậy không gian chữ vật mở oanh tôn ninh mở ra không gian chữ vật trong không gian chữ vật không có không khí không thể thở nổi bình thường đều là dùng đến để đặt không có sinh mệnh vật thể hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống bá trên phi kiếm người bị chuyển rời đến trong không gian chữ vật về phần cố ý vấn đề tô ninh cho bọn hắn truyền thâu một chút linh khí đầy đủ để bọn hắn ở bên trong sinh tồn một đoạn thời gian đây là nơi nào có người kinh ngạc không gian xung quanh rất đơn giản màu trắng đen điều bọn hắn đánh giá chung quanh rất không thể tưởng tượng nổi đương nhiên hôm nay nhận trùng kích quá lớn hiện tại lại nhìn thấy cái này đã sẽ không không rời nổi bước chân đây cũng là tô ninh làm ra đồ vật chúng ta giống như bị chuyển rời đến những không gian khác đây là vi hình thế giới. Khá lắm. Tô Ninh cũng quá lợi hại đi. Thế mà nắm giữ một cái thế giới, quá ngưu. Đám người nhìn mà than thở. Chỉ là thế giới này có chút đơn điệu, nếu là có thể tăng thêm một chút nguyên tố liền tốt, tỉ như hoa cỏ cây cối loại hình. Không nghĩ tới Tô Ninh là một cái đại lão à. Phanh phanh phanh. Bạo bạo bạo. Cùng lúc đó thế giới hiện thực, mới Tô Ninh đứng yên địa phương phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn, phương viên hai cây số bên trong, đều là hủy diệt vùng nạn. Nếu là có sinh vật ở trong đó, sẽ lập tức bị nổ tung đợt phá hủy hóa khí. Hủy thiên diệt địa đạn đạo, uy lực quá lớn. Nại tư, giải quyết, ta không tin có gốc carbon sinh vật năng đủ chịu nổi loại công kích này. Bọn hắn khẳng định chết đến mức không thể chết thêm. Trên biển cả, có ba chiếc cự hình quân hạm như ẩn như hiện. Chậm rãi tới gần tô ninh vị trí, giống cự vô phách. Quái vật khổng lồ. Tàu chiến phía trên, có mấy cái người trẻ tuổi nhảy cẫng hoan hô, nếu là Tô Ninh ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện. Trong mấy người này, có một cái là bạn học của bọn hắn, cũng là vương hạo chó săn một trong. Người đâu? Một bộ thi thể cũng không có. Làm sao có thể còn có thi thể? Lớn như vậy bạo tạc uy lực, dù là có người đều sớm hóa khí. Quân hạm tới gần, dùng máy ảnh nhiệt tìm kiếm còn sống sinh vật. Trên màn hình không có bất kỳ sinh linh gì dấu hiệu. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói người, chính là cá cũng không có báo cáo trưởng quan nhân viên khả nghi toàn bộ đánh chết thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát thật đều giết chết hảo hảo xác định một chút đầu bên kia điện thoại một lão đầu thanh âm trầm thấp vang lên báo cáo biểu hiện trên màn ảnh đã không có bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu lại chúng ta ở trong nước biển phát hiện rất nhiều nhân thể tổ chức nghĩ đến đã toàn bộ bị đánh chết lại xác nhận một lần bảo đảm vạn vô nhất thất đầu kia lão đầu nói là trưởng quan Binh sĩ kỳ thật cảm thấy đây chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Kiểm tra một vạn lần cũng không có sinh mệnh khí tức. Tốt tốt tốt. Hạm đội lần nữa mở ra máy ảnh nhiệt tìm kiếm khả nghi sinh mệnh khí tức. Binh sĩ không nhịn được nhìn màn ảnh, đang muốn cùng bên đầu điện thoại kia người báo cáo. Đinh đinh đinh. Đột nhiên, máy móc phát ra đinh 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 cảnh báo. Ở trên màn ảnh, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh hải vực, đột nhiên xuất hiện hai cái điểm đỏ. A, à, cái này không phải mới vừa không có động tĩnh sao làm sao binh sĩ kia kinh ngạc báo cáo báo cáo xuất hiện tình huống dị thường phát hiện tình huống dị thường có hai cái sinh mệnh lực thịnh vượng mục tiêu chính hướng phía hạm đội chúng ta vào tới xin chú ý ứng đối chú ý ứng đối oanh vừa nói xong có hai cái cùng loại với sắt thép hiệp một dạng cơ giáp liền vọt tới ba chiếc tàu chiến phía trên cái này cái này cái này lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này trên biển tự vệ quân mộng bức gặp quỷ sắt thép hiệp hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại trình độ này hai cái sinh mệnh lực địch nhân cường đại xuất hiện đưa tới ba chiếc hạm đội chú ý nói xác thực là ba cái địch nhân cường đại tiểu bạch thái cũng coi như một cái thế nhưng là nó là sinh vật máu lạnh dụng cụ kiểm tra đo lường không đến đầu của các ngươi ở nơi nào tô ninh trên người bây giờ bao trùm một tầng cơ giáp hắn cái này cơ giáp nhưng so sánh tô hưởng cường đại quá nhiều. Toàn thân kim loại đen, càng có cảm giác áp bách. Toàn quân chú ý, khai hỏa, xã kích. Quân hạm bên trên binh sĩ phát hiện mục tiêu, trực tiếp khai hỏa. Tô Ninh lắc đầu, thở dài. Ta nguyên bản, không muốn dạng này. Cái này không phải ta mong muốn, ta lúc đầu chỉ muốn im lặng cầu thả lấy. Thế nhưng là bọn hắn không để cho. Giết. Đến một bước này, Tô Ninh cũng không có ý định khách khí. Muốn ngồi xuống hảo hảo đàm luận, chỉ có đánh thắng lại nói. Không phải vậy không ai sẽ cùng hắn đàm luận. Hưu hưu hưu. Tô Ninh giống như một viên hình người đạn pháo, không lùi mà tiến tới, đánh tới hướng hạm đội bong thuyền. Cộc cộc cộc. Hạm đội bong thuyền, lít nhà lít nhít hải quân dựng lên vũ khí hướng bọn họ xạ kích. Đương đương đương. Hạt mưa một dạng đạn không ngừng đánh vào Tô Ninh cơ giáp bên trên, bất quá bây giờ cái này cơ giáp xưa đâu bằng này. Mặc kệ là phổ thông súng trường hay là ạc 47 đều không thể tại cơ giáp mặt ngoài lưu lại vết đạn. Tô Ninh hiện tại thuộc về trúc cơ kỳ. Tăng thêm cái này nghịch thiên cơ giáp, kỳ thật chân thực sức chiến đấu so với bình thường kim đan đều mạnh. Thẻ. Rơi xuống bong thuyền. Tô Ninh bàn tay mở ra. Hưu. Trong lòng bàn tay hắn chỗ toát ra một đạo kim loại trường kiếm. Kiếm này không giống với phổ thông kiếm, mà là có một ít khoa huyễn cảm giác. Lưỡi kiếm rét lạnh. Hiện lên màu đen. Tràn đầy khí tức thần bí. Ba ba ba. Tôn ninh hướng trong đám người phóng đi những binh lính này đều là súng ống đầy đủ võ trang đầy đủ nhìn chính là trong quân tinh nhuệ phá phá tô ninh thân thể nhanh như thiểm điện song thủ kiếm xẹt qua những cái kia mặc có thể phòng ngừa bạo lực quần áo binh sĩ thế mà bị chặn ngang chặt đứt phốc phốc nội tạng cùng máu tươi bắn tung tóe trong khoảng thời gian ngắn thế mà liền có bốn năm cái binh sĩ ngã xuống đất đã chết quá nhanh a a a cái này cái này cái này đây là cái gì ma quỷ một chút binh sĩ kinh hồn táng đảm bất quá làm quân nhân nghề nghiệp tố dưỡng bọn hắn dù là sợ hãi cũng không có lui lại hướng phía tôn ninh không ngừng xạ kích đương nhiên đây hết thảy đều là phí công mà thôi đạn phổ thông căn bản đánh không thủng tôn ninh chiến y tôn ninh thân ảnh khẽ động lần nữa săn giết cơ giáp thêm chút cơ cảnh giới tu vi khủng bố như vậy giết những người này đơn giản liền như chơi đùa những nơi đi qua, từng bộ thi thể nằm xuống, máu tươi nhuộm đỏ bong thuyền. Oanh! Có người ném mạnh tay lựu đạn. Có thể khiến người kinh ngạc chính là Tô Ninh không tránh không né, trực tiếp bắt lấy bay tới lựu đạn. Bạo! Lựu đạn bạo tạc. Một trận khói bụi tràn ngập. Thành công! Nữ nhân kỳ vọng. Không! Không nên quá lạc quan. Quái vật này, thế nhưng là có thể từ dày đặc đạn đạo trong công kích còn sống sót quái vật. Xa kích! Cộc cộc cộc! binh sĩ hướng phía khói bụi xạ kích từ xưa đến nay có cái thuyết pháp gọi là có khói vô hại khói bụi khói bụi tán đi tô ninh lông tóc không tổn hao gì hai tay hoạt động ở giữa có người bị cắt thành hai nửa có người bị chém đầu mà có người bị cắt yết hầu tô ninh giết bọn hắn tựa hồ so giết chết con kiến đơn giản hơn hỏi một lần nữa các ngươi đầu ở đâu tam tam làm một tổ khởi động đi săn hệ thống các binh sĩ vẫn như cũ không nhìn tô ninh đặt câu hỏi nhanh chóng hoán đổi chiến thuật. Chỉ chốc lát, mặt đất từng đầu kim loại lưới lớn xuất hiện, mặt trên còn có dòng điện cao thế. Tô Ninh hơi nhướng mày. Những vũ khí này hiển nhiên không phải vũ khí thông thường. Xem ra vì đối phó chính mình, bọn hắn sớm có dự mưu. Phốc phốc phốc. Trừ lưới điện, trên bầu trời còn có mấy chiếc máy bay trực thăng trợ giúp tới. Đem Tô Ninh bao quanh. Vậy cũng chỉ có dạng này, Tô Ninh bất đắc dĩ. Oanh. Hắn toàn lực xuất thủ không tiếp tục hạ thủ lưu tình. Chật chật chật, những cái kia lưới điện không ngừng đóng hướng hắn. Muốn dùng cái này đến bắt lấy Tô Ninh. Thế nhưng là những người này quá coi thường lực lượng của mình. Tô Ninh cũng không chỉ là người đơn giản. Trên lưới điện cường đại điện áp không có cho Tô Ninh tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại to lớn điện áp bị hấp thu sạch sẽ. Dầm rầm dầm. dầm. Tô Ninh tâm niệm vừa động. Trên chiến giáp tách ra chín chuôi đại kiếm, tại trung quanh hắn bay múa. Phá liền đem đại kiếm nhẹ nhõm xông phá lưới điện. Thật giống như chém ra một cái túi nhựa nhẹ nhàng như vậy. Trúc cơ kỳ chỉ có thể xử lý nhiều như vậy, ân. Nếu là có thể giống Lý Thanh Huyền một dạng triệu hồi ra vạn thanh đại kiếm, vậy chỉ cần muốn một ý niệm liền có thể diệt địch. Đi. Cộc cộc cộc. Trường kiếm bay ra không ngừng đâm về binh lính chung quanh. Những người này còn không có kịp phản ứng, áo chống đạn cùng thân thể trực tiếp xuất hiện lỗ thủng khổng lồ. Bị tôn ninh kiếm tùy tiện xuyên thủng. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Chiêu này để cho người ta chấn kinh. Kiếm của hắn quá sắc bén, quá kinh khủng. Tô Ninh người khoác chiến giáp màu đen, giống như ma thần dáng thế. Hắn mỗi một lần công kích đều mang thế lôi đình vạn quân, đại khai đại hợp ở giữa, địch nhân nhao nhào ngã xuống. Chiến đấu lý giải chính là sinh cùng tử đọ sức. Tô Ninh biết rõ, tại cái này tàn khốc trên chiến trường, không cho phép mảy may do dự cùng thương hại. Ánh mắt của hắn lãnh khốc mà kiên định, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang vô tình thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh địch nhân tiếng kêu rên binh khí tương giao tiếng va đập vang vọng chân trời máu tươi văng khắp nơi nhuộm đỏ bong thuyền phảng phất tại nói trận chiến đấu này thảm liệt tô ninh trên thân cũng dính đầy máu tươi của địch nhân nhưng hắn không thèm để ý chút nào trong lòng chỉ có một cái tín niệm chiến thắng địch nhân thủ hộ sứ mạng của mình cứ việc địch nhân vận dụng tất cả thủ đoạn thậm chí sử xuất âm hiểm xảo trá chiêu số nhưng tô ninh nương tựa theo hơn người biến thái chủ đề là kỹ xảo chiến đấu cùng ý chí kiên cường từng cái hóa giải động tác của hắn giống như nước chảy mây trôi mỗi một lần huy kiếm đều tinh chuẩn địa đánh trúng địch nhân yếu hại cuối cùng trên thuyền binh sĩ toàn bộ bị đánh chết tô ninh đứng tại một mảnh trong vũng máu thân ảnh của hắn lộ ra cao to như vậy mà uy nghiêm dưới chân hắn là từng đống thi cốt trận chiến đấu này để hắn càng thêm khắc sâu hiểu chiến tranh tàn khốc không đa nghi từ nương tay không thể nào những người này đều muốn để cho mình chết. Chính mình không động thủ, liền sẽ bị giết chết. Diệt. Trên bầu trời, máy bay trực thăng không ngừng quấy rối, Tô Ninh không sợ người khác làm phiền, trường kiếm xông qua, cái kia máy bay trực thăng bị đánh rơi. Sao đồ chơi còn không bằng. Tô Ninh nhìn một chút phụ cận tàu chiến, Tiểu Bạch Thái cũng tại y y nha nha giết chóc. Nói đến giết chóc, tiểu gia hỏa này đối với cái này hưng phấn không gì sánh được. Hắn phảng phất trời sinh chính là vì giết chóc mà sinh chỗ đến đều sẽ có tử thương. Tô hưởng bên kia liền xoái. Một thân màu đỏ tiên diễm áo giáp là bắt mắt như vậy. Tu vi của hắn không bằng tô ninh, sức chiến đấu cơ hồ đều dựa vào áo giáp. Bất quá hắn áo giáp trừ cận thân bác đấu cũng có được phát xạ kỹ năng. Uy lực thôi không tính lớn. Đoán chừng cùng một thanh ạc không sai biệt lắm. Nhưng đã đủ biến thái. Ngẫm lại. Một bộ có thể phi hành. Còn có chức năng chống đạn chiến y còn có ạc một dạng xạ kích kỹ năng. Nếu là vọt tới phía trước đến một băng đạn, dù là mặc áo chống đạn cũng chịu không được. Xoát xoát, Tô Ninh nhảy đến những hạm đội khác bên trên trợ giúp. Chỉ chốc lát, chiến đấu liền đã hiện ra thiên về một bên xu thế. Những binh lính này sức chiến đấu đều thập phần cường đại, gặp được bình thường quân đội, nhất định có thể đánh ra làm cho người ra đầu tê dại công kích, thế nhưng là bọn hắn đối mặt địch nhân, không phải người bình thường. Cái này, cái này, cái này. Làm sao có thể? chẳng lẽ hắn một người muốn tiêu diệt ba chiếc to lớn tàu chiến hắn còn là người sao tàu chiến nơi nào đó tôn thành một mặt kinh ngạc chúng ta bố trí đều đã như thế kín đáo thậm chí vận dụng rất nhiều đạn đạo oanh tạc cuối cùng hắn đều bình yên vô sự thế giới này còn có cái gì có thể tổn thương đến hắn hắn hoài nghi nhân sinh báo cáo trưởng quan địch nhân hỏa lực quá mạnh chúng ta không chống nổi hiện tại binh lính của chúng ta tiêu hao rất lớn chúng ta nên làm cái gì xin chỉ thị xin chỉ thị trên chiến hạm các binh sĩ rốt cục luống cuống vốn cho là chỉ là phổ thông oanh tạc phần tử khủng bố hành động không nghĩ tới đối phương thế mà biến thái như vậy cơ hồ hai người liên lật ngược ba chiếc hạm đội ta lệnh cho các ngươi kiên trì tới cùng dù là hy sinh cũng muốn chịu đựng rầm 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 lão tử cùng các ngươi liều mạng một chiếc chiến hạm tất cả đạn đạo họng pháo nhắm ngay tôn ninh bọn hắn vị trí thả phanh 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 trong chốc lát tôn ninh chỗ thuyền bị tạc đến long trời lở đất không khác biệt công kích mặc kệ là quân đội bạn hay là địch nhân toàn diện chết khoảng cách gần như thế ta không tin hắn có thể khiêng đến xuống tới ta không tin hắn còn không chết tôn thành cắn răng nếu như cái này cũng không được vậy liền phiền phức lớn rồi hưu bọn hắn muốn đợi khói bụi tán đi nhìn xem tôn ninh trạng thái đáng tiếc Tôn ninh tại bạo tạc sau khi phát sinh liền trực tiếp xông ra hỏa diễm giết đi ra hướng về sau cùng tàu chiến đánh tới. Lần này, Tô Ninh cùng Tô Hưởng không tiếp tục lưu thủ, giết chóc lại không ái náy. Đối phương đều hạ tử thủ. Lại lòng dạ đàn bà coi như thật là ngu xuẩn. Ba ba bá. Bật hết hỏa lực đằng sau, không bao lâu. Tàu chiến bên trên binh sĩ bị giết chóc sạch sẽ. Chỉ còn lại có một phần nhỏ, đầu hàng. Tô Ninh ngoài ý muốn. Tôn Thành, không nghĩ tới ngươi cũng tại. Đem tất cả tù binh tập trung lại. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu, cơ hồ đều bị hố tôn Ninh phát hiện lại có một cái bạn học cũ cũng tại tôn thành giờ phút này đã hoàn toàn dọa sợ sắc mặt trắng bệch hắn thực sự không nghĩ tới tôn ninh đã vậy còn quá biến thái vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy vẫn như cũ không có cách nào làm sao người này đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái ta tôn thành hiện tại nói đều nói không rõ ràng chậm một hồi mới nói ngươi ngươi dám đắc tội vương hạo ca ngươi đáng chết chúng ta làm sao lại buông tha ngươi? Tô Hưởng nghe vậy, không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai là Vương Hạo. Tô Ninh nghe nói như thế, sững sờ, thoáng qua đằng sau, cười to, ha ha. Vương Hạo, ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài. Chỉ bằng hắn, có thể tiếp xúc đến loại vật này. Tô Ninh châm chọc nhìn xem Tôn Thành. Gia hỏa này, nói dối đều nói không ra. Hừ, làm sao tiếp xúc không được, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chúng ta xuất tiền, vụng trộm đem các ngươi du ngoạn thuyền dẫn tới hải vực lại mượn hạm đội diệt sát ngươi có tiền cái gì đều có thể giải quyết tôn thành một lời ấn định là vương hạo sai xử, mượn hải quân xuất thủ chuyện ma quỷ này tôn ninh khẳng định là không tin chỉ là vương hạo còn không có năng lực kia về phần cái này tôn thành tôn thành a à, tôn thành không nghĩ tới à ngươi ẩn tàng đến rất sâu ai có thể nghĩ tới một cái vương hạo tiểu tùy tùng lại là một cái quốc cấp lệ thuộc trực tiếp cán bộ Tôn Thành cũng mới chỉ là chừng 30 tuổi, không nghĩ tới cấp bậc cao như vậy. Cái này ai có thể tin tưởng? Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Bạn học cũ, ngươi nhìn lầm đi, nếu như ta thật có năng lực lớn như vậy, ta làm sao lại khi vương Hạo tiểu đệ? Ta là cùng Hạo ca ta là cao cấp cán bộ, cái kia Hạo ca được nhiều ngưu bức. Tôn Thành cười. Tôn Ninh không có tranh luận, chỉ là ý vị thâm trường nhìn. Tất cả mọi người không phải người ngu, hay là ngươi cảm thấy chúng ta là đồ đần? Tôi hưởng nghe vậy nói, Chúng ta chính là lợi dụng ngoại quốc hải quân trả thù các ngươi, sự tình chính là như thế một chuyện. Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, như là đã đến trình độ này, là giết là dốc thịt mời đến thống khoái, tôn thành một mực chắc chắn. Kỳ thật Tôn Thành nội tâm 10 phần chấn kinh, vì sao Tôn Ninh lập tức liền có thể thấy rõ chuyện bản chất. Trên thực tế chính là phía trên muốn đối với Tôn Ninh xuất thủ. Dù sao một cái cự đại nhân tố không ổn định, dù là hy sinh một chút đền bù, có thể thanh lý mất cũng có thể đi làm. Cho nên mới có thể nghĩ đến xuất động ba chi đạn đạo khu trục hạm thừa dịp tôn ninh bọn người không chú ý trực tiếp xuất thủ đương nhiên đó cũng không phải dùng tên của mình xuất thủ mà là dùng ngoại quốc danh nghĩa như là thuyền này trong lòng hay là thân quốc chính là tại mặt ngoài soát một tầng ngoại quốc sơn thôi rất rõ ràng chính là mượn ngoại quốc tên giết chính mình địch tôn thành làm lần này người phụ trách toàn quyền phụ trách việc này hắn có thể đến họp lớp có thể tiếp tục đóng vai nội ứng khi vương hạo tiểu đệ tất cả đều là bởi vì Tô Ninh có khả năng sẽ đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là giám thị Tô Ninh nhất cử nhất động. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Ninh thế mà cường đại như vậy. Không chỉ có nhục thân lực lượng biến thái, có được sinh vật quỷ dị quyền khống chế, liền liên khoa kỹ, cũng viễn siêu thế giới này. Một kiện sắt thép chiến y, liên cùng tiểu thuyết khoa huyễn một dạng. Một tiểu đệ, thế mà có thể khẳng khái chịu chết. Vậy ngươi tiểu đệ này, thật đúng là đặc biệt. Tô Ninh ý vị thâm trường cười xem ra ra hỏa này đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời hy sinh không phải vậy như thế nào tại thất bại đằng sau bình tĩnh như thế quả thật là dũng sĩ à rất khó tưởng tượng như thế anh dũng dũng sĩ thế mà chỉ là một cái tiểu tùy tùng thiết lập này phù hợp sao tôn thành há hốc mồm hắn biết mình hoàn toàn bại lộ ai cũng không phải người ngu thế nhưng là hắn không có khả năng thừa nhận cũng vô pháp thừa nhận dù là tôn ninh biết vạch trần giết hắn hắn cũng không thể thừa nhận cái này liên quan đến quốc gia có rất nhiều đồ vật không cách nào bày ở ngoài sáng nói ta vốn không muốn đi đến một bước này ta chỉ muốn làm một cái hợp pháp công dân hảo hảo sinh hoạt không muốn ảnh hưởng quốc gia vẫn là câu nói kia dương nam chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy tôn thành mặc dù không có thừa nhận thân phận của mình nhưng vẫn là nói những lời này thử nghĩ một chút ngươi sẽ cho phép một viên cái đinh một mực tại trong con mắt ngươi nhìn chằm chằm tùy thời uy hiếp người. Tô Ninh trầm mặc, nếu là hắn đổi thành phía trên những người kia, hắn cũng sẽ lựa chọn không từ thủ đoạn giải quyết uy hiếp. Trong quá trình này, không có đúng và sai, cũng không có chính tà phân chia, chính là đơn thuần mặt đối lập. Có lẽ, vị này Tô Ninh lựa chọn tu luyện mạnh lên thời điểm, liền đã nhất định tương lai sẽ cùng thế giới này quy tắc có một trận chiến. Đây là tránh không khỏi. Có thể Tô Ninh không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến đến sớm như vậy. Mà lại, người động thủ đã là thân quốc cao tầng. Hắn mới trúc cơ. Nếu là tu luyện đến Nguyên Anh, tất cả đều dễ dàng rồi. Cũng may mắn ta đi tới trúc cơ, còn có rất nhiều át chủ bài, không phải vậy. Tô Ninh hiện tại có năng lực tự vệ. Tô Ninh nhìn xem Tôn Thành, ta hiểu hành vi của các ngươi, bất quá. Các ngươi có nghĩ tới hay không, thành công cố nhiên đáng mừng, nhưng là thất bại, gặp phải như thế nào đại giới. Các ngươi, cứ như vậy xác định có thể đối phó ta. Nếu là thành công, không ai sẽ biết được hôm nay hành động, thất bại nói. Tôn Thành dừng một chút, chúng ta chính là ngoại quốc người, có việc, ngươi có thể tìm ngoại quốc trả thù. Mà lại, quốc gia sẽ chọn hợp tác với ngươi, thậm chí cho ngươi vinh hoa phú quý, cảm tạ ngươi đối phó dị quốc địch tới đánh. Tôn Thành khẳng định nói, ha ha, tô hưởng hừ lạnh, hắn nghe đến mấy câu này đằng sau, trong lòng khó thở. Các ngươi đối phó Kakata, thành công Kakata thân tử đạo tiêu, thất bại các ngươi vứt nổi cho ngoại quốc còn lựa chọn cùng Kakata hòa đàm. Ngươi cảm thấy Kakata ngốc sao? Dễ dàng như vậy bỏ qua việc này. Tô hưởng một mặt coi thường có thể mà một dạng biểu lộ. Làm chúng ta là cái gì? Tượng đất cũng có ba phần lửa. Tôn Thành cười cười. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ cho các ngươi xuất khí người, tất cả tham dự việc này người, bao qua ta. Các ngươi đều có thể diệt sát, chờ các ngươi giết sướng rồi, hết giận. Bàn lại. Còn có, ta tin tưởng Tô Ninh ngươi cũng đến cấp độ này cũng minh bạch, trên thế giới này không có chân chính địch nhân, chỉ có chân chính lợi ích. Chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn, coi ngươi có tư cách đứng lên nói chuyện, ngươi sẽ có được người muốn. Tô Ninh hít sâu một hơi. Hiện thực chính là như vậy. Đến lúc đó hắn bạo tẩu, vậy liền để hắn bạo tẩu. Thẳng đến hắn hết giận thẳng đến hắn nguyện ý ngồi xuống đàm luận, dù là chết cái mấy ngàn cái, mấy vạn cái, mấy trăm ngàn, thì sao? Cái nào một trận đại chiến tranh không có mấy trăm ngàn thương vong? Xem ra bên trên, đã đem chính mình xem như một trận lớn chiến tranh đối đãi Thật là để ý mình. Ta tin tưởng, ngươi sở dĩ ở chỗ này nói với chúng ta nhiều như vậy, còn có chuẩn bị ở sau đi, không phải chỉ là để ở chỗ này cùng chúng ta nói nhảm. Tô Ninh nói, ngươi đang chỉ hoãn thời gian, chờ đợi chuẩn bị ở sau. Không phải vậy, ta tin tưởng lấy chỉ là ba chiếc tàu chiến, sẽ không trở thành đối phó ta chiến lực chủ yếu. Tô Ninh nói, phía sau, khẳng định còn có càng cường đại hơn thủ đoạn, về phần là thủ đoạn gì hẳn là tôn ninh trong mắt hơi híp vũ khí hạt nhân tôn thành nghe vậy thần sắc khẽ giật mình hắn không nghĩ tới tôn ninh tính cảnh giác thế mà cao như vậy lập tức liền đoán được quốc gia còn có chuẩn bị ở sau không hổ là lấy một nước coi trọng trình độ đối đãi địch nhân không sai tại lãnh đạo cấp cao bên kia đối đãi tôn ninh đã đem hắn liệt vào một quốc gia độ mạnh một người chống đỡ một quốc gia vì tiêu diệt tôn ninh quốc gia này phía trên vận dụng năng lực làm sao có thể chỉ có chỉ là ba chi khu trục hạm cũng quá xem thường tôn ninh đi hẳn là vũ khí hạt nhân dùng vũ khí hạt nhân đối phó ta tôn ninh suy đoán tôn thành con mắt khẽ động không nói gì ngươi muốn có tư cách cùng quốc gia đối thoại bàn điều kiện bình khởi bình tọa cái này chính là khảo nghiệm nếu là ngươi có thể cường ngạnh vượt qua toàn bộ thân quốc đều sẽ vì ngươi xoay người tôn thành thế mà hiếm thấy không có phủ nhận ngươi có lẽ còn không biết thân quốc đã phát ra bố cáo muốn tại nam hải bên này tiến hành vụ nổ hạt nhân thí nghiệm tôn thành nói vụ nổ hạt nhân thí nghiệm thành công chính là một lần thí nghiệm mà thôi tô ninh minh bạch tốt ngươi đồ chó hoang lại dám chơi chúng ta lại vì kéo dài chúng ta chạy trốn thời gian tại cái này cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy tô hưởng nghe nói như thế lửa giận ngút trời hắn nói cũng không phải là nói nhảm mà là lời nói thật tô ninh nói nếu là ta có thể khiêng từng chiếm được một kiếp này, sau đó ta sẽ không ăn thịt trâu, trở thành tổ quốc người, có thể cùng quốc gia bình khởi bình tọa bàn điều kiện, nếu là ta không cách nào khiêng từng chiếm được, vậy coi như ta không có xuất hiện qua." Tôn Ninh nói. Hắn dùng lời nói thật, đem chúng ta kéo dài ở chỗ này. Chính là vì chúng ta toàn diện nhận nổ hạt nhân. Tôn Thành giống như cười mà không phải cười, "Nếu là nổ hạt nhân các ngươi còn không sợ, vậy thế giới này bên trên, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm." muốn mang vương miện tất nhận nó nặng ngươi có thể tiếp nhận sao tôn ninh trầm mặc một giây nói xong lời này ngược lại là thành thật tôn thành cười cười dù sao chúng ta thế nhưng là ngoại quốc người sao có thể không thành thật tôn ninh nhún nhún vai cười ha ha lúc này cũng không cần phải nói những cái kia nói nhảm không bằng nói chuyện đi đàm luận chúng ta không phải một mực tại đàm luận sao tôn thành nói không ta nói là cùng ngươi phía sau người trực tiếp đối thoại ta tin tưởng nơi này giờ phút này phát sinh hết thảy hiện tại nhất định đắp lên truyền đến cao nhất trung tâm chỉ huy nơi đó nơi đó có vô số đại lão đang nhìn chăm chú tôn ninh nói ta biết vũ khí hạt nhân rất lợi hại nhưng là hắn đối với ta không tạo được uy hiếp tôn thành cười cười càng khôn chưa định dùng cái gì nói loại này rơi xuống đất bụi bặm lời nói rất nhiều chuyện vẫn là phải làm mới có kết quả cho nên viên này vũ khí hạt nhân ta nhất định phải ăn Ngươi biết ta không muốn phiền phức, cũng không muốn nổi giận." Tôn Ninh nói. "Tại ta không ngừng tiến hóa đằng sau, ta liền biết theo thực lực của ta không ngừng trở nên cường đại, một ngày này cuối cùng sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới, lại là hôm nay." Đã như vậy, cái kia dứt khoát đem lời nói rõ ràng ra nên giải quyết hết thảy giải quyết, miễn cho về sau ta cuộc sống bình thường sẽ bị quấy rầy. Tôn Thành không nói gì. Hắn biết Tôn Ninh những lời này không phải đối với hắn nói mà là đối với hắn người sau lưng nói. Tôn Ninh à, Tôn Ninh à, vốn cho là trong đám người đồng lứa, liền ta ngưu bức nhất lớp chúng ta bên trong, khẳng định là ta ngưu bức nhất, ta có thể đi đến một bước này, hay là bởi vì có bối cảnh, không nghĩ tới, ngươi mới là biến thái. Tôn Thành lần thứ nhất bội phục một người, qua khen, ta biết, các ngươi vì bước ta đi vào khuôn khổ, thậm chí khả năng dự định quấy dày người nhà của ta, thân bằng hảo hữu loại hình. Tôn Ninh tiếp tục nói, không cần phải phiền phức như thế. Phanh, Tôn Ninh tay hé ra một thanh kiếm từ trong tay hắn toát ra, rầm rầm, hướng hư không vạch một cái, kaka, hư không thế mà phát ra giòn vang, ngay sau đó, hư không vỡ tan, lộ ra một tầng không gian khác. thấy cảnh này, tôn thành con mắt trừng lớn, như là thấy quỷ. đây là không gian phá toái. a à, cỏ, thực sự có người có thể không gian phá toái. ngươi vậy mà có thể làm được. tôn thành choáng váng, khá lắm, cái này cũng quá biến thái đi như thế nào ta chiêu này tôn ninh cười khẽ không biết ta chiêu này đối đầu vũ khí hạt nhân như thế nào ta thừa nhận vũ khí hạt nhân uy lực rất lớn nhưng là nó có thể đánh phá hư không sao nếu là có thể ta thừa nhận ta xác thực có mấy phần bại tính nếu là không có khả năng cái kia tôn ninh chưa hề nói lời kế tiếp tôn thành há hốc mồm ảm đạm phai mờ giờ khắc này trên mặt hắn hơi có vẻ chán trường vũ khí hạt nhân xác thực cường đại thế nhưng là trước mắt cũng không đạt được phá toái hư không trình độ chỉ có thể nói đối đầu có thể phá toái hư không tôn ninh không có phần thắng khó trách khó trách nhiều như vậy đạn đạo công kích đến ngươi ngươi thế mà đều bình yên vô sự loại kia dày đặc công kích đủ để diệt đi một sư nguyên bản còn tưởng rằng là ngươi phòng ngự cao nguyên lai ngươi đã đạt đến tình trạng này ai tôn thành bất đắc dĩ nói cho nên còn đánh sao nếu là đánh các ngươi chỉ có không sợ hy sinh mà lại có thể sẽ uy hiếp được cao tầng sinh mệnh ta biết các ngươi khẳng định nghĩ đến trốn đi loại hình nhưng là các ngươi xác định ngươi có thể không bị tìm tới hay là tiếp tục lựa chọn đánh cược một lần tô ninh chậm rãi nói khá lắm cái này cái này còn đánh cái cái rắm người ta đều không gian phá toái vũ khí hạt nhân mạnh hơn có thể đánh toái không ở giữa không thể nghi ngờ là không có khả năng trận chiến tranh này tô ninh thắng hoa, thân quốc cao tầng, bộ chỉ huy. Giờ phút này chính chú ý nơi này sĩ quan các đại nhân một mảnh xôn xao. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tô ninh thế mà như thế nghịch thiên. Trong truyền thuyết phá toái hư không, thế mà bị hắn làm được. Tô ninh thể hiện ra chiêu này đằng sau, bọn hắn biết trận chiến tranh này, không hạ được đi. Dù là vận dụng vũ khí cường đại hơn, càng nhiều quân đội cũng vô pháp đối với tô ninh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì dù sao lấy thân quốc trước mắt khoa học kỹ thuật thực lực hoặc là nói lấy toàn nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật đều không đạt được phá toái hư không tô ninh trở thành một tồn tại đặc thù làm sao bây giờ hỏi thăm cao lớn nhất người sao có một người mặc màu đen cùng loại sửa đổi nam tử quân trang thở một hơi dài nhẹ nhõm hiện tại chỉ có thể cùng hắn và nói chuyện đánh xuống không có ý nghĩa nhìn dáng vẻ của hắn cùng chúng ta tra được tư liệu hắn trước kia biểu hiện chờ chút hắn đối với thân quốc lòng cảm mến hay là đặc biệt cao có lẽ có thể cân nhắc cho hắn một cái đặc thù chức vị để hắn trở thành thân quốc siêu cấp chiến sĩ vị đại lão kia nói dĩ vãng vô luận nhằm vào cái gì hạng mục lớn đều sẽ có người phản đối mà lần này lại lạ thường không một người nói chuyện toàn bộ phòng chỉ huy vô cùng an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bởi vì bọn hắn cảm thấy hiện tại cũng chỉ có biện pháp này có lẽ hắn tồn tại không nhất định là chúng ta tai nạn nếu là hắn có thể tọa chấn thân quốc thời điểm then chốt vì nước xuất lực như vậy dạng này một cái cao hơn vũ khí hạt nhân cường đại chiến lực chính là một cái kinh khủng vũ khí đến lúc đó vô luận là cái gì ưng tương ngỗng lớn cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp trong lòng bọn họ có khác ý nghĩ hắc hắc đến lúc đó chúng ta có tu tiên giả chờ mong bọn hắn thật sự có siêu nhân quyết định như vậy lời nói vậy liền mời hắn uống trà đi vị đại lão kia lên tiếng phốc 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 rất nhanh một khung máy bay trực thăng bay đến tô ninh đỉnh đầu bọn họ phía trên xuống tới mấy cái người đặc thù tô tiên sinh quả nhiên tuổi trẻ tài cao quốc gia chúng ta vị kia chuyên tới để mời ngươi đi uống trà không biết có thể nề mặt uống trà có gì không thể tô ninh cười cười đi đến máy bay trực thăng thế giới này chính là một trận thịnh yến ngươi hoặc là ngồi tại trên bàn cơm hoặc là được bưng lên bàn ăn hết thảy quyết định bởi ngươi lớn bao nhiêu năng lượng mỗi một cái đi đến bàn ăn người đều là kinh lịch núi thay biển máu tồn tại, mà mỗi một cái có tư cách ngồi lên bàn ăn người đều có được không cách nào tưởng tượng năng lượng. Tô Ninh hiện tại có tư cách đi lên bàn ăn, hắn bày ra thực lực để hắn có tư cách trở thành người quyết định một trong mang ý nghĩa, hắn có thể lựa chọn đường mình muốn đi. Tô Ninh cái gọi là phá toái hư không tự nhiên là còn không có biện pháp thực hiện, lấy hắn trúc cơ cảnh giới tu vi không có cách nào làm đến phá toái hư không, kỳ thật hắn là một cái lừa gạt hắn cũng không phải là phá toái hư không mà là mở ra không gian chữ vật của chính mình không gian chữ vật tính cả thế giới hiện thực có một loại phá toái hư không cảm giác nhưng mà loại tác dụng này kỳ thật cũng cùng có thể phá toái hư không không sai biệt lắm hắn có thể trốn vào không gian chữ vật né tránh tổn thương cùng tô ninh nói tới một dạng thế giới này vũ khí trừ phi có phá toái hư không năng lực không phải vậy đối với hắn cơ hồ không có uy hiếp tô ninh sở dĩ lựa chọn hợp tác Kỳ thật cuối cùng, hay là bởi vì lười nhác phiền phức. Hắn lười nhác phá vỡ thế giới này, chí ít trước mắt hắn còn không có ý nghĩ này. Bởi vì phá vỡ thế giới, kỳ thật đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Đơn giản chính là làm cho đối phương sợ hãi. Thế nhưng là, sau đó thì sao? Hắn sinh hoạt tại một cái phá toái thế giới, tới một cái máy rời muốn làm gì thì làm. Nếu như thế giới như thế này, thật là hắn muốn vậy hắn đều có thể trực tiếp tiến vào thế giới thụ tùy tiện một thế giới. Liên có thể có loại thể nghiệm này. Khi thể hiện ra đủ thực lực, hắn đã có thể trở thành người chấp cờ một trong, cái kia cần gì phải muốn cái gọi là cho đối phương một chút nhan sắc nhìn xem. Nếu là 17, 18 tuổi Tô Ninh, có lẽ sẽ lựa chọn như vậy, nhưng là bây giờ hắn không phải 17, 18 tuổi, mà là tiếp cận 30 tuổi. Cái gọi là nhiệt huyết cùng một hơi, đã không phải là hiện tại hắn có thể làm ra tới. Máy bay trực thăng. Để Tô Ninh xuyên qua rất nhiều hải vực cuối cùng đi tới một cái toát ra nửa cái đầu tàu ngầm bên trên. Tô Ninh yên lặng. Xem ra đối phương thật đúng là chú ý cẩn thận. Tô Ninh không nói gì, nhanh chân đi lặn xuống thuyền. Tại một cái biểu lộ nghiêm túc quân tỷ tỷ dẫn đầu xuống, tiến nhập nội bộ kiên cố đơn giản nội bộ. Đến loại tình trạng này, đối với cái gọi là xa hoa đã không có lớn như vậy truy cầu, bởi vì vô luận cái gì xa hoa, đều là thoảng qua như mây khói, bọn hắn loại cấp bậc này, muốn cái gì cũng liền chuyện một câu nói. Về phần tiền loại hình, đều là một đống giấy vụn. Có đôi khi quyền lợi, nhưng so sánh tiền hiện thực nhiều. Tiến vào tàu ngầm nội bộ, Tô Ninh cùng Tô Hưởng liếc nhau, hơi kinh ngạc. Nội bộ, một đám lão đầu giống như là về hưu thôn cán bộ, tại nội bộ vui đùa, nói chuyện phiếm, chơi đánh bài, chơi cờ tướng. Này chỗ nào giống phòng ngự nghiêm mật tàu ngầm, nói là công viên lão đại gia tụ hội đều có người tin. Bọn này lão đầu, tựa như một đám phổ thông lão đầu mà thôi. Đương nhiên tô ninh căn bản không dám xem thường đám gia hỏa kia đừng nhìn cái này phát tố vô hoa lão đầu tựa hồ không hề có tác dụng thế nhưng là ai có thể nghĩ đến thân quốc quốc vận kỳ thật đều là bọn này lão đầu tùy tiện chuyện một câu nói xin mời dẫn dắt người đem tô ninh chỉ dẫn đến bàn đánh bài trung ương tô ninh gật gật đầu tiến vào bên trong a à, tô ninh ngươi đã đến tới, tới tới nhìn ta bộ này bài làm sao ra khá lắm ta đã thua cái này tô ninh lão đầu đến chưa các ngươi người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, tới giúp ta xuất một chút chú ý. Một cái trải lấy đại bối đầu lão đầu tử nhìn thấy tô ninh tới, giống sát vách lão ra ra một dạng, hòa ái nhiệt tình mời tô ninh đi qua đánh bài. Tô hưởng kinh ngạc, ca. Cái này khá lắm, nào giống thân quốc tầng lớp quyết sách. Nói là công viên lão đại gia đang chơi đùa đều không khác mấy. Được không đáng tin cậy, bọn hắn đúng là chúa tể thân quốc vận mệnh trí cao tồn tại. Hắn không hiểu, Tôn Ninh cười cười. Có đôi khi, thế giới chính là một cái gánh hát rong. Ngươi xem bọn hắn tựa như công viên lão đầu, không đáng tin cậy. Tô Hưởng nói khẽ. Đương nhiên, cái này gánh hát rong, sẽ phá vỡ ngươi nhận biết. Tô Ninh nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tô Hưởng mộng. Tô Ninh cười cười, nhún nhún vai. Có thể làm sao? Cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi đánh bài, uống rượu. Nhớ kỹ, có thể tuyệt đối đừng để bọn hắn. Tô Ninh nói. Tô Hưởng miệng kéo tới trên mặt đất, mười phần kinh ngạc. Ca, không phải. Bọn hắn chỉ là một đám lão đầu, chúng ta không để cho bọn hắn. Khẳng định muốn cho bọn hắn giết hết bên trong. Bọn hắn chịu nổi sao? Tô Hưởng nhìn xem bọn này gần đất xa trời người, có chút không đành lòng. Bọn này lão đầu, sẽ không bị chúng ta người trẻ tuổi đùa chơi chết. Ngẫm lại đều cảm thấy tàn nhẫn. Ngươi dùng sức làm. Tô Ninh cười cười. Tuyệt đối đừng lưu thủ nói tô ninh hướng bàn đánh bài trung ương đi đến giống như đi vào một cái công viên như vậy cùng lão đại gia bọn họ đại chiến 300 hiệp tô hưởng cắn răng cũng tiến vào bàn đánh bài các lão đầu xin lỗi rồi các ngươi nếu như bị chơi chết cũng đừng trách ta ta thế nhưng là chơi đánh bài tiên thiên thánh thể tô hưởng cảm thấy có chút tàn nhẫn bất quá chợt hắn cảm thấy có chút mộng không phải chúng ta không phải tham gia thân quốc đỉnh tiêm tụ hội sao làm sao kết quả là cùng một đám lão đầu chơi đánh bài khá lắm cái này cũng không khoa học à